mẹ có chuyện muốn nói với con. Có chuyện gì mà giọng mẹ nghiêm trọng quá vậy? Mẹ nói ra chuyện này là mẹ muốn đem lại điều tốt cho con. Là sao? Con không hiểu. Con nghe nè, chỉ có mẹ là lo lắng bảo vệ cho con. Nhưng lỡ mai mốt mẹ đi rồi, ai sẽ lo cho con đây? Thì con cũng tự lo thôi. Mẹ không yên tâm. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, mẹ biết con không thể chống chọi một mình được. Chỉ có những người ruột thịt mới hy sinh, mới lo lắng cho nhau. Cho nên con cần phải có một đứa con. Nhưng mà làm sao con có được con? Đó là điều mẹ muốn nói với con. Mẹ sẽ tìm một người đàn ông xa lạ ở đây, xin họ cho con một đứa con, rồi mình sẽ trở về quê. Cát à, Cát. Mẹ, mẹ muốn con ngủ với một người đàn ông xa lạ để sinh một đứa con sao? Con không làm được chuyện đó đâu mẹ. Cát, nghe mẹ nói nè. Mẹ biết không dễ dàng gì cho con. Mẹ cũng khổ tâm lắm khi đưa ra quyết định này. Nhưng mà đây là cách tốt nhất cho con đó. Không, con không làm được chuyện đó đâu mẹ ơi. Cát. Mẹ, thằng ấy, mình về nhà đi mẹ. Cát, mẹ xin con đó, nghe mẹ một lần này thôi. Con thấy đó, đàn ông thanh niên ở cái làng chài này, đi biển về chỉ biết lao đầu vào rượu chè cờ bạc thôi. Đã vậy khi sai rồi lại lôi đầu vợ con ra đánh đập vô cớ nữa. Trong khi con tật nguyền như vậy thì làm sao kiếm được một tấm chồng đàng hoàng để nương tựa hả con? Cát à, mẹ ơi, từ trước tới giờ con chưa từng cãi lời mẹ lần nào. Nhưng mà chuyện lần này mẹ đừng ép con. Cát, con sợ mẹ lắm mẹ đi. Ơi, mẹ ơi, hay là mình xin con nuôi cũng được mà mẹ. Cát à, chỉ có đứa con rứt ruột đẻ ra nó mới chăm sóc lo lắng cho con thôi. Còn con nuôi chỉ là may rủi thôi con à. Vậy mẹ nhất định ép con làm chuyện này sao? Cát à, nếu có một người đàn ông nào đó thật lòng yêu thương con, mẹ sẵn sàng gả để con có một gia đình, rồi sẽ có con cái đàng hoàng. Khổ là bây giờ xung quanh con toàn những kẻ không ra gì hết. Hết cách rồi. Đây là cách tốt nhất cho con sau này. Chở hàng hay gì? Ủa gì sao vậy? Tôi không cần người chở hàng. Dì có cần tôi giúp gì không? Tôi cần cậu giúp tôi một chuyện khác. Dì nói đi, nếu có thể giúp được tôi sẽ giúp gì? Tôi có một đứa con gái bị mù. Tôi muốn kiếm cho nó một đứa con để lo cho nó sau này. Cậu à, tôi xin cậu,
Cậu giúp cho con tôi có một đứa con được không? Trời đất, coi như cậu làm phước. Cậu giúp cho mẹ con tôi được không? Nhìn cậu, tôi biết cậu là người hiền lành, nên tôi cũng ít nhiều hy vọng đứa cháu tôi sau này sẽ là người tử tế. Cậu giúp giùm tôi đi.